bình tĩnh nào. Uầy, cô ấy tiêm vào người mày rồi. Cắm dây điện vào dây rồi đấy à? Miêu tả cho tao cái. Bác sĩ đông y là cái bàn tay gần như là cái máy siêu âm ấy. Để cô sờ theo dọc cuộc sống, cô biết chỗ nào là mắc bệnh ở đấy. Cô cảm nhận rất tốt, phải sờ trên các vân gỗ này, các vân vải này. Bạn văn phòng là hay mắc nhất, đó là cổ vai gáy. Các bạn cũng chưa biết được là nguyên nhân và cái cách phòng. Phòng thì tốt hơn là chữa, đỡ tốn kém hơn, lại đỡ mất thời gian hơn. Đôi khi các bạn làm cho bệnh mình nặng lên, bạn xoay cổ, vặn cổ. Hôm nay Tú Anh đưa Thùy Dương đi khám thoái hóa khớp, đau nhức toàn thân, phình đĩa đệm ở tuổi 27. Cháu bị thận. Trời đất ơi, tội nghiệp. Thấp nằm ở thận, thận của cháu ấy bị lạnh. Cô nói chuẩn luôn ý, không lệch một cái gì. Bé thì làm việc bé, nhập thuốc này, rửa những thuốc này. Bé thì cô ở Cao Bằng, Hà Giang này, Cao Bằng và Lạng Sơn là ba tỉnh cô lấy thuốc ở đây. Hôm nay đến là con nhiều bệnh lắm đây này. Đau đầu, đau bụng, đau khớp. Mà mới có 27 tuổi. Hay bị chóng mặt, hay bị mỏi mắt, hay bị nhức đầu. Nghe mọi thứ đều là mình luôn ý. Cái công việc chính của cô là điều chỉnh lại sự cân bằng giữa các khe xương, khe đốt, nóng gan. Và cái này cháu phải chịu khó uống nước nhá. Uống nước lọc đúng không ạ? Ừ. Chứ không phải uống coca. Không, mở một lon coca khi mình rất là khát. Tối đa nhất là 2 ngụ, đừng uống hết. Bởi vì lá gan là cái giữ kho. Con người khỏe, lá gan phải khỏe. Rung sẽ đều được các dây chằng của hai bên hông. Bệnh của cháu nó thể hiện ở kinh mạch. Độ rung nó kém đi, chứng tỏ ở vùng kinh mạch đấy nó đang có vấn đề. Tôi đã bị khớp ở tuổi 27. Cái tà khí của đám ma này, mộ này, thì đấy nó là những cái phong tà ai mở tất cả các huyệt đạo trên đầu để cô bắt đầu đưa đi vào cái động mạch cảnh trước. Cô vừa làm và vừa xông gan giữa mát xa và trị liệu của các phòng đông y này. Bố cục ấy thì động tác nó giống nhau. Các bạn spa là cứ chỉ xoa xoa trên bề mặt da thôi. Phòng chẩn trị đông y là các bạn đi sâu vào các khe bệnh. Mỗi lần đẩy vào là đẩy năng lượng của cái người trị liệu cho cháu. Phòng khám cô đã làm thiện nguyện hàng 10 năm nay và đi khám từ thiện cho các thương binh, bệnh binh. Theo đông y nhá, thì ý ở đâu? Đi khám khí nó dồn về đấy. Ai cũng muốn được người khác yêu thương mình, chăm sóc mình. Mình đã bao giờ nghĩ đến cái cơ thể mình chưa?